muốn làm quen con người ta hả? Trời ơi, đâu có dễ vậy đâu. Làm gì mới mà mặt đã hoàng tay hoàng chân rồi. Thôi đi ra đi, đi ra đi, đi ra đi. Trời ơi, sao ông làm con người ta ngại vậy? Nghẹt thở, nghẹt thở. Thôi mà, đừng nữa mà, đừng nữa mà. Thôi đi ra đi, mình ta không thích ôm này đâu. Đi ra, đi ra. Ôi trời ơi, sao mà ngọt ngào dữ vậy? Đừng có rờ đầu con người ta không chịu nổi đâu. Làm gì con người ta sao con người ta chịu nổi hả? Con người ta sẽ nhớ nhung đó. Thôi mà đừng có rờ nữa. Chán quá, có gì quá anh rửa bát thay mình. Anh không rửa, đồ anh khác. Ôi trời, người ta đang rửa bát ông không cái gì. Tí đi vào kia. Ôi trời, xoa đầu làm gì, xoa bát đây này. Anh kia thôi. Thôi em đang rửa bát. Gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì trong ấy em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây. Gì đấy? Em đang đánh đàn này, trời ơi anh quấy quá à, nặng tay ai mà đánh được? Lạ nha. Sao nữa? Anh vừa mới đi hẹn hò với con nào về đúng không? Tự nhiên hôm nay anh âu yếm thôi. Nói. Rồi này, nhanh lên hôn nốt một miếng rồi phóng đi xem thế nào. Nha, em không thích đâu. Thế? Làm gì đấy? Tự nhiên chạy vào khoác vai người ta là sao? Bỏ ra đi. Sao đàn ông con trai như cứ khoác vai nhau này? Sao còn đứng cười này? Tao bảo mày 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 không hiểu à? Hả? Tao nói thế mà mày không hiểu mà mày vẫn đứng cười à? Ê ôi trời, trơ cháo đấy hả mày? Bỏ ra! Bỏ ra! Mày không bỏ tao tắt máy vậy! Nhất quyết không bỏ! Ê thế à? Cậu thích tớ à? Hả? Thích tớ đúng không? Thôi bỏ tay ra đi, không thích ôm đâu, người khác đi. Không bị sốt đâu mà cứ xoa đầu mãi. Không hề bị sốt một chút nào, người khác. Giật cả mình. Điên à. No!